giả đến nha cả nhà, đem cái gì cũng hết chừng luôn cả nhà ơi. Mình đến chè đón khán giả cả nhà ơi.
hôm nay gì đấy. Phải che, che. À, hàng gì đấy, nghe cái gì gà gà. Hầu gỗ thấy hương. Hên quá. Hay quá anh Ngọc ơi. Ủa dép em mất tiêu ta. Có gà trong đó không? Đi 4 lần rồi. Không có gà chị ơi. Chị ơi, không có gà đâu. Không có gà. Chị ơi, không có gà nha. Dạ, chỉ có xôi thôi. Dạ. Vậy gà đâu? Ơi, xôi hé hé thôi chị ơi, tại trời mưa đó, mình để lên chở đi rồi mình... Vậy thôi khỏi cúng đậu. Vậy khỏi cúng đậu đi chị. Vậy thôi khỏi đi chị. Rồi em nói rồi. Kìa chỉ đem vô kìa. Chuẩn bị nha chỉ đem vô kìa. Bắt con ếch nào nặng nhất nha cô. Dạ. Dạ. Quá trời luôn rồi cả nhà, để xuống coi thử cái áo cho chị qua cái hai chị qua chị. Dạ có xôi rồi. Xôi gà nha cả nhà. Rồi tiền kết thúc cái clip nha cả nhà. Rồi tiền kết thúc cái video nha. Chúc cả nhà có một ngày tốt lành nha.